Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Nếu để đánh giá, Dell sẽ là một trong những hãng sản xuất ra những chiếc laptop chất lượng và bền nhất hiện nay. Đặc biệt, những chiếc laptop văn phòng đã tạo nên được tên tuổi cho Dell khi được người dùng tin tưởng và lựa chọn trong suốt nhiều năm qua. Hôm nay hãy cùng mình đến với chiếc laptop Dell Virtual 5320, một chiếc laptop văn phòng có thể đáp ứng mọi tác vụ cơ bản mong muốn của người dùng. Hãy cùng mình tìm hiểu kỹ hơn về chiếc laptop này nhé. Dell Virtual 5320 vẫn luôn giữ cho mình thiết kế đơn giản, ưu tiên về mặt nhỏ gọn, đúng chuẩn một chiếc laptop văn phòng. Logo Dell được đặt ở chính giữa, không hề cầu kỳ nhưng rất nổi bật. Bao phủ toàn bộ vỏ máy là màu xám, khiến tổng thể chiếc máy trông vô cùng thanh lịch, tinh tế. Vì là laptop văn phòng nên Virtual 5320 cực kỳ mỏng nhẹ, chỉ 15,6mm và nặng 1,25kg. Với kích thước và cân nặng này thì bạn có thể thoải mái mang đi đến bất cứ đâu để học tập và làm việc. Dù cạnh viền mỏng nhưng vẫn được Dell trang bị một camera Full HD để người dùng thoải mái học tập và làm việc trực tuyến. Màn hình của chiếc máy này là 13,3 inch Full HD, độ sáng lên đến 300 nits, đem đến chất lượng hình ảnh cực kỳ sắc nét, cho phép bạn xem phim thoải mái, lướt web hay là làm việc trên chiếc màn hình này. Với tỷ lệ màn hình là 16:10 sẽ giúp bạn có thêm không gian hiển thị, góc nhìn rộng hơn để có những trải nghiệm thú vị hơn. Không chỉ vậy, Dell còn được tích hợp thêm công nghệ chống ánh sáng xanh giúp bảo vệ mắt và sức khỏe của người dùng. Ưu tiên những công việc văn phòng nên bàn phím của chiếc Virtual 5320 này được làm rất cẩn thận. Với bàn phím tiêu chuẩn, phím bấm vuông vắn, độ nảy tốt tạo cảm giác gõ cực kỳ thoải mái. Touchpad cho cảm ứng đa điểm, diện tích touchpad vừa phải khiến các cú dê hay là vẩy chuột của bạn cực kỳ mượt mà. Khi sở hữu chiếc máy này, bạn sẽ có bộ vi xử lý Intel Core i7-1260P, tốc độ xử lý lên đến 4.7 GHz, 16GB DDR5, SSD là 512GB cho phép bạn xử lý các tác vụ văn phòng Office như Word, PowerPoint, Excel. Bên cạnh đó còn được tích hợp các đồ họa Intel Iris Xe Graphics để bạn có thể chỉnh hình ảnh, làm video trên các phần mềm Photoshop, AI. Chiếc laptop này cũng có đầy đủ các cổng kết nối, bao gồm một cổng USB Type-A, hai cổng Thunderbolt 4, một jack cắm tai nghe để bạn có thể kết nối hay truy xuất với bất cứ thiết bị ngoại vi nào. Dung lượng pin lên đến 4 cell 54Wh. Với dung lượng pin này thì bạn hoàn toàn có thể thoải mái mang ra ngoài học tập và làm việc cả ngày mà không lo hết pin. Một điều mà mình cực thích trên chiếc laptop này đó là tính năng bảo mật bằng vân tay. Với tính năng này thì bạn chỉ cần một chạm là có thể đăng nhập vào máy cực kỳ nhanh chóng mà không cần nhớ mật khẩu. Bên cạnh đó thì chiếc laptop này cũng được nâng cấp lên Wi-Fi 6E tiên tiến nhất hiện nay, giúp máy bạn luôn được kết nối mạng ổn định để không làm gián đoạn khi làm việc. Và cuối cùng là pin của chiếc máy này, bạn có thể sạc đầy lên 80% chỉ trong một tiếng. Có thể nói Dell Virtual 5320 là một chiếc laptop hướng đến dân văn phòng và học sinh sinh viên khi đảm bảo đầy đủ những yếu tố như nhỏ gọn, hiệu năng ổn định và trong tầm giá khá vừa phải thì đây sẽ là lựa chọn cực kỳ hợp lý. Link sản phẩm và những chương trình ưu đãi mình sẽ để ở dưới. Các bạn có thể ấn vào và tham khảo kỹ hơn nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.